dưới bùn phải. Xuất hiện cả một đại tướng một nơi, hắn không phải hạng tầm thường, ngay cả khi ta hóa thành thần cũng chỉ ngang cơ. Ta đã phong ấn hắn ở Bát Quái Đài, người mau tới ngăn cản hắn, ta điều khí tức xong sẽ lập tức đến giúp. Tìm nơi cất giữ thần binh, hãy thử lĩnh ngộ sức mạnh thần linh để xem có đánh bại được nó không. Vạn ác minh ma, thật không ngờ nó cũng tìm đến thần binh. Ngươi hãy thử rút thần binh này để xem có thể kiểm soát được sức mạnh thần linh không. Đến đây lần này tuy hao tổn không ít ma pháp nhưng lại được hấp thụ thần linh lực, quả không tệ. Thiên Long đã để lại một quả trứng, người bầu tới xem sao. Minh ma đã bắt cóc nhiều đệ tử đồng môn, chúng ta nhất định phải giải cứu họ. Khi vào minh giới, người có thể bị lạc giữa nhiều khu vực khác nhau, hãy cẩn trọng. Một người xa lạ, chẳng hay người đến minh giới có chuyện gì? Cẩn thận, có minh quái đang đuổi theo. Đồng môn sư tỷ, có ổn? Ta tặng ngươi thủ hộ linh đệ, đây là bảo vật môn phái, rất hữu dụng. Tiểu huynh đệ đừng manh động, bên kia rất đông minh quái. Ồ, xem kìa, đồ ăn đến, đồ ăn đến. Mau chạy đi, nơi này để ta chặn lại.